Ok, mình đã tới hôm nay rồi ha, ở Valencia. Đây, đậu xe ở trong đó, chị nhỏ cũng đi, mới vừa ra xe là anh đừng siêu thị này ở cái trung tâm mua sắm này là rất là đặc biệt nha, lớn nhất ở Valencia, và nó không có nằm ở trong mà nó nằm cái đường đi ở ngoài, cho nên mình có thể dẫn gái đi được nè. Đây, khi nào đói bụng mình nhớ gọi ma rủ ăn chung ha. Thì mình cũng đi dạo một vòng vậy thôi chứ. Ừ. Hai anh chị tủa ra đi rồi. Hai anh chị lên đây là phái chí. Tính ra mình chạy đây 2 tiếng không có xa anh. Ừ. Đi con ơi, gái ơi. Ôi dồi ôi, dồi đã quá, đã quá, đã quá. Đã quá thì đã luôn. Mát rượi rượi luôn anh, ngon lành. Tiệm phải nói là kinh khủng nhiều luôn nha mọi người, nhiều lắm. Ê á, anh Tám. Nào, ê á, cho uống nước đi, cho uống nước đi. Đúng rồi, ngon á. Cho uống nước đi, nè, mẹ cháu nè, mẹ cháu nè. Nè, mẹ cháu, kẹo nè. Nè. Nãy giờ đi 2 tiếng hơn rồi, nó rồi chạy gì đi. Uống thôi. Đó, mọi người thấy không nè, nó như vậy nè, đó. Giờ mình đi nó có một hướng thôi. Đó, quá đẹp luôn nè. Đó, đẹp chưa? Đây. Tên gì đây? Đẹp luôn rồi. À. Plus Terrasta. Ý dù em nhỏ nha. Đi tiếp thôi. Đi con. Muốn ẩm à. Làm gì cũng tiện anh hả? Đi đây luôn. Đi được hai bên nha mọi người. Đó, mọi người thấy hai bên không? Đó. Cái gì Sara nè. Cái này là Sara nè. Ồ, lớn không mọi người, Sara lớn kinh luôn á. Đó, kinh luôn. Rồi bên đây là cái gì? Casper ha. Đó, cung cloud. Quá trình bự luôn, shopping này bự lắm luôn. Ỉa được là khỏe rồi đó. Đái luôn hả? Ngon vậy. Ta đang sửa đi ngoài. Mình đi vòng vậy đó, đi vòng bên đây. À. Hình như vùng này nó không có biển phải không?
sủa ai đâu, thấy không? Chắc là mấy bữa mình bỏ nó nhà nhiều quá đó. Bự luôn à. Đây, tản rồi. Chị nhỏ mà chị ăn kìa. Đi nè, đi theo mama nha. Ừ, đi theo mama nha. Ồ, nhỏ mà ăn nữa không? Chị nhiều khi trong đây thì sao? Ở đây là nó có tiệm nữa chứ không phải tiệm đồ ăn không, tiệm này tiệm kia nữa nè. Ở đây nhìn nó chơi chó vô hết. Thấy thằng đó cũng mới vô chơi chó. Thấy nó không có để. Trời ơi, cái tiệm lớn rồi anh. Cái tiệm đồ ăn này mọi người nó lớn vậy nè. Anh em đi thẳng lên kia em quay cái rồi anh lấy nha. Đi nè con, đi. Đi dạo với mẹ. Đi dạo với mẹ. Đi. Đi dạo với mẹ nha. Em đi dạo với mẹ nha. Thank you.
đi nữa. Thành phố lớn thứ hai mà anh chứ đâu phải là nhỏ. Lớn thứ ba. À thứ ba. Cái chợ này là lớn nhất. À. Lớn nhất luôn. Từ Valencia được thắng giải những châu Âu nhiều lần. À. Uống nước không? Vô giỏ sách gì đó. Vô giỏ sách ha. Bây giờ là cái độ rộng nó rộng nhất. Nhất có thể thì đúng không? Ừ. Ô, có hồng nước nữa đó. Nhưng mà nghe nắng thì cũng lắm. Đây. Cũng đầy luôn. Không biết giờ vô tiệm nào cũng đầy nhóc á. Cái máy là giờ thành Nhật cái kia. Mấy cái kẹo Nhật. Ủa này là nếu không kẹo là nhiệt cái số không có giá nữa. Này lát biết đi gặp nó mua à. Giá nó không thấy. Cây giống như HM vậy đó. Cream mới của tự ăn.
đi xuống nữa. Nãy mình ở giữa, không đi lên giữa. Thôi, cho ra hạ nguyên nhân. Bảy mấy hả? Thôi, nghe mắt. Hiện nay, GD như bán đồ. Ngay cái hình như cái lỗ nhiều nhiều bên đây đó, phải không? Để anh để như này cho nó có gió chị. Đó đúng rồi, lỗ. Ô mát quá luôn ơi, đại đi quá luôn ơi. Để đi kia bên này. Giờ người ta sẵn đó, hôn hô đổ xe ta phóng vô ba ta ngồi chắc cú. Ghê gì, phóng vô ba làm cái ghê gì. Nè, ba cái là 30 euro là 10 đồng cái à. Ô mát nè. Hồi nãy mình ở đâu? Lăng vô lại ở trên lầu nó vẫn không có bị nóng kìa đó, nó đó. Ở trên lầu chị ăn chị uống anh giờ giờ lên đầu thôi. Đi cái rào tầng đó nó mát nè. Nãy em không nên bắt kiếm về em nha. Anh ơi, 4-5 đồng phần, 4-5 đồng phần, không có mắc gì á. Cái kiểu bán thì sang lên cho người ta vậy đó. Để em coi ở đây coi giá sao.
60 đồng kiếm đi đó. Trong này có xiên ngon. Cái này là cái xiên ngon rồi. Là cái viêm. Đây. Lát rủ hai đứa nhỏ ăn. Thì anh nhỏ nhà mình anh cũng ăn. Nào đi coi. À sushi là luôn nè, udon sushi. Ramen. Mực rê. Salad. Không mắc gì luôn á, mắc nhất là 120 cây 12 đồng thôi. Cho nên tính ra nó dành cho người ta ăn trưa cũng vậy mới được chứ mắc tới ai ăn. Bên mình phần trăm mấy uống ly nước 200-300 người chứ quen. Ăn cũng lẽ đi vô dạo sành tre cái người ta đi đem bánh mì đeo chết luôn. Đẹp ghê không? Nè, trên đây nhìn đẹp ghê không bà con? Bây giờ nó sâu xuống dưới luôn nè. Giờ mình quay chừng để đi qua đó. Không đi vậy đi. Kia sau lưng. Chỉ sau lưng. Trời ơi, người ta nằm dưới lưng đó, người ta nằm tới hướng thụ tôi đồi. Cái đầu có mắt ra kìa. Chút xíu mà mau mua kem mút cho ăn. Tiệm kem nè. Chắc giờ này người ta đang đi dạo hoặc ăn trưa anh, giờ này ăn trưa. Nè anh có cái tiệm cá mắm nè anh. Tiệm múc 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 á. Múc quê hao. Hả? Cũng 11, 12 đồng đây cũng vậy, đây cũng mười mấy đồng. Thì đó, múc quê hao. Cung công Julia nó cũng thích chi hao đó nữa. Mình biết là không ăn được thôi. Mát rồi rồi luôn. Để đi lại coi ăn buffet gì mà sắp hàng. Pasta. Để coi coi đây là gì mà sắp hàng quá trời luôn nè mọi người. Hả? Thì pasta nhưng mà tại sao sắp hàng? Buffet, buffet. Đây buffet này đi. Buffet to do. Có lung tung luôn. Buffet pasta ha. Chết luôn.
tưởng hết tưởng nằm nằm biển không, toàn là siêu thị, còn ngay siêu thị này nó toàn là đồ ăn không à. Đang nằm chờ công chúa với hoàng tử đang đi dạo. Người đâu dưới nhỏ nè, nhỏ này đó. Vô cái buffet tiệm ở đằng đó nha. Cái hơi chị nhỏ kìa đã chứ. Đây là muốn quay được qua đó. Đây. Cái hơi chị nhỏ nè, thấy thương chưa? Không, mình đứng ở đây nè, mà không ngồi. Ờ, ngồi kế bên bà ba nè. Luna đâu, quay mặt qua mà má coi, Luna ơi. Mát kìa, mát chỉ à, đó, mát kìa. Rồi đó vậy đó bà con, những còn sắp đi mua sắm nha, cái quán nó buffet nó càng ngày nó càng đông đó bà con.